Rồi, ok. Để xem hôm nay có stop gì nào. Gì đây? Ok, Kiro, ok. Adu! Main Poto sửa lại rồi anh em ơi. Và hôm nay tôi sẽ có một thông báo rất quan trọng về các clip mới của tôi. Oh shit, what the? How? Mày biết tao chờ ngày này lâu lắm rồi không? Su! Và hôm nay tôi sẽ có một cái thông báo quan trọng là tôi sẽ trở về làm main photo trong vài video tới. Vì tôi thấy khá là chán khi mà cứ phải cày chỉ số các kiểu từ từng trái lên. Mà có trái tận 300 cơ. Ai mà cày nổi. Và tôi sẽ trở thành một thằng chơi photo kỹ năng nha. Chứ không phải còn là một thằng spam V như hồi trước nữa. Mà thật ra lần này cũng sẽ là cần spam V hơi nhiều rồi. À, kể ra thì server này nó hơi bị lag, nhưng chắc là hack đã quay trở lại rồi. Như anh bạn này đây. What the hell man? Admin đang làm cái gì vậy? Chữ với 20 mà không cấm hack thì chịu rồi. Các bạn nghĩ máy tôi mượt đúng không? Các bạn nhìn đây này. Đấy. Âm thanh nó còn đi sau cả cái biến hình. Còn nếu các bạn hỏi tôi tại sao là tôi chuyển sang chơi súng ấy, thì tôi đã bảo rồi, lần này tôi chơi kỹ năng. Ai thắc mắc thời gian qua tôi ở đâu thì là do tôi đi học chứ không phải bị bắt ạc đâu nhé. Mà admin dạo này đúng lạ thật. Mấy ông chăm chăm ban nick YouTuber Việt Nam chỉ vì họ bán ạc, còn trong khi đấy mấy thằng hack nó bắn bản hack mà mấy ông không cấm nổi thì chịu rồi. Video này cũng chủ yếu để thông báo với anh em là tôi sẽ không còn chơi những trái nào khác nữa trong tương lai. Sẽ đây, có lẽ sẽ là một khoảng thời gian tôi sẽ trở về làm thằng main photo và đi sang multi. Vì săn những trái khác nó khá là chậm đi. Tôi còn mất multi nữa. Chơi photo run còn nhanh hơn. Còn anh em mà hỏi tôi còn chơi những trái khác nữa không ấy thì chắc là có nhá. Nhưng mà phải khi nào chơi chắn ô tô thì thôi. Chơi chắn chán rồi sang chạy khác. Ây da, không có gì đâu, chỉ tại tôi quen chơi điện thoại thôi. Đam bé quá, chắc phải cày thêm cả Superhuman thôi. Ok, combo đấy nha. Anh em nào thích God Human hơn thì lên YouTube và xem lại các clip Arsenal Rifle trước của tôi nha.